chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Trong vòng 30 phút tới, bạn sắp được trải nghiệm sức mạnh vĩ đại của Thiên Chúa toàn năng, vì Thiên Chúa sắp mang đến một đêm kết thúc cho nhiều cá nhân. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy sốc và kinh ngạc. Vì vậy, đừng bỏ qua 30 phút tới, vì bạn sắp nhận được một cái nhìn về những gì Thiên Chúa sắp làm và tại sao hai ngày này lại quan trọng trong dòng thời gian tiên tri của Thiên Chúa. Tháng trước vào thời điểm này, theo lịch Do Thái, lễ ngũ tuần đã được kỷ niệm, và bây giờ, theo lịch đó, 33 ngày đang được hoàn tất vào ngày 13 tháng 8 năm 2024. Đây là lý do Thiên Chúa sắp mang đến một sự kiện kết thúc cho nhiều cá nhân, không chỉ cho người Do Thái, không chỉ cho người Công giáo, không chỉ cho người Kitô hữu, mà cho tất cả mọi người. Chúng ta đều biết những gì đang xảy ra ở đất nước của Thiên Chúa, Israel, và cách nó đang bị tấn công từ nhiều phía. Nhưng điều đó sẽ không còn nữa, đêm kết thúc đang đến vào ngày 13 tháng 8. Vì ngày này mang một giá trị rất quan trọng và từ góc độ kinh thánh, dòng thời gian tiên tri của Thiên Chúa không phải là điều có thể xem nhẹ. Chúng ta không đang xử lý những ngày trên lịch hay các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trên thế giới. Mỗi chi tiết đều được lên kế hoạch và tổ chức một cách tỉ mỉ bởi Đấng tạo hóa vũ trụ, và ngày 1 tháng 8 năm 2024 không phải là ngoại lệ. Ngày này đánh dấu sự hoàn tất của 33 ngày kể từ lễ ngũ tuần, một con số có ý nghĩa tâm linh lớn. 33 là con số biểu thị lời hứa sự phục sinh và sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên Chúa đang hội tụ với chúng ta, mang theo một khoảnh khắc thần thánh sẽ thay đổi nhiều cuộc đời. Tình hình ở Israel không chỉ là một cuộc xung đột địa chính trị, nó là một trận chiến tâm linh đang thể hiện trong thực tại vật chất. Đất đai được Thiên Chúa chọn, nơi giao ước của Ngài được thiết lập, đang bị bao vây. Nhưng điều mà thế giới thấy là một thời điểm khủng hoảng, Thiên Chúa thấy là sân khấu để vinh quang của Ngài được tiết lộ. Các cuộc tấn công mà Israel phải đối mặt sắp được đáp trả bằng một lực lượng không giống bất kỳ điều gì thế giới từng thấy. Đây không chỉ là về Israel, mà là về các quốc gia trên thế giới, về mỗi linh hồn đang kêu gọi công lý, sự giải cứu và một dấu hiệu rằng Thiên Chúa vẫn đang kiểm soát. Dấu hiệu đó sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 13 tháng 8. Tôi đã nghe Thiên Chúa nói về điều này khi tôi cầu nguyện sáng hôm qua và tin tôi đi, đây là điều rất lớn. Thiên Chúa đang nói, hãy lắng nghe, các con của ta, một đêm kết thúc đang đến gần, nơi mà một số điều sẽ kết thúc. Họ đang tấn công các quốc gia của ta, dân tộc của ta từ mọi khía cạnh, nhưng không còn nữa. Đêm này sẽ không giống bất kỳ đêm nào khác, nó sẽ là một đêm của cả sự kinh hoàng và chiến thắng. Đối với những ai đã quay lưng lại với ta, những người đã chọn con đường bất chính, đêm này sẽ đánh dấu sự bắt đầu của sự sa sút của họ. Nhưng đối với những ai trung thành, những người đã giữ vững lời hứa của ta, nó sẽ là một đêm của sự giải cứu lớn. Họ đã âm thầm chống lại dân tộc của ta, họ đã âm mưu để hạ gục quốc gia Israel của ta, nhưng họ không biết, họ chưa nghe thấy rằng ta là Chúa, là thần của Abraham, Isaac và Jacob. Ta là đấng gìn giữ Israel và không bao giờ ngủ gật hay ngủ. Trong đêm kết thúc này,
ta sẽ bảo vệ đất nước và dân tộc được chọn của ta như ta đã làm trong nhiều thế hệ. Hãy nhớ lịch sử của vùng đất này, các con của ta, nhớ đến đền thờ đầu tiên và thứ hai đã đứng ở Jerusalem, nơi sự hiện diện của ta cư ngụ giữa các con. Chúng đã bị phá hủy vì tội lỗi của dân chúng, vì sự không vâng lời và việc quay lưng lại với ta. Vào cùng một ngày, kẻ thù của Israel đã mang đến sự tàn phá, nghĩ rằng họ đã làm im lặng tiếng nói của ta, nghĩ rằng họ đã đánh bại dân ta, nhưng họ đã lầm. Kế hoạch của ta không thể bị hủy bỏ, lời hứa của ta không thể bị xóa bỏ. Như đã xảy ra trước đây, điều đó sẽ xảy ra một lần nữa. Kẻ thù sẽ cố gắng mang đến sự tàn phá một lần nữa, nhưng lần này họ sẽ thất bại. Đây là mùa của sự chuyển giao, một thời điểm khi cái cũ đang qua đi và cái mới đang đến. Ta đang chuẩn bị để thực hiện một điều gì đó siêu nhiên, chưa từng có, mà sẽ khiến thế giới phải ngạc nhiên. Vinh quang của ta sẽ được tiết lộ theo cách mà ngay cả những trái tim cứng cỏi nhất cũng sẽ bị rung chuyển. Hãy chuẩn bị tâm hồn của các con, vì đêm kết thúc đang đến gần. Hãy chuẩn bị nhà cửa của các con, vì thời gian sắp đến khi các con sẽ chứng kiến những dấu hiệu và kỳ quan chưa từng thấy kể từ những ngày của thề. Cũng như ta đã chia đôi biển đỏ, cũng như ta đã làm sụp đổ các bức tường của Jericho, ta sẽ hành động giữa các con. Bàn tay của ta sẽ rõ ràng, sức mạnh của ta không thể phủ nhận. Nhiều người trong các con sẽ vẫn nghi ngờ và nghi ngờ, những người không chứng kiến những thay đổi quan trọng trên bề mặt cuộc sống của họ. Hãy nói với họ rằng sự thay đổi sẽ xảy ra, dù trên bề mặt tâm linh hay vật lý. Đêm kết thúc đang đến gần, nhưng đó không phải là một đêm của sự sợ hãi cho các con, những người yêu quý của ta. Đó là một đêm của sự đột phá, một đêm của sự giải cứu, một đêm của sự vui mừng, vì ta ở cùng các con và ta vì các con, và không có gì có thể chống lại các con. Đây là lời của Chúa, Đấng Thánh của Israel, Alpha và Omega, sự khởi đầu và kết thúc. Ta đã phán, và như vậy sẽ xảy ra. Amen. Vì vậy, đây là thông điệp thần thánh mà tôi nhận được từ Chúa, và nó trở nên rất quan trọng khi nghe những lời này giữa sự hỗn loạn gia tăng trên thế giới, đặc biệt là ở Israel. Các sự kiện dẫn đến ngày này đã được cẩn thận thiết lập, các dấu hiệu gần đây, sự rung chuyển của trái đất, sự rối loạn trong các chính phủ, sự bất ổn trong trái tim của mọi người đều là dấu hiệu cho thấy điều gì đó vĩ đại sắp xảy ra. Các bạn phải hiểu rằng đây không phải là thời điểm để ngồi lại và quan sát như một người chứng kiến. Đây là thời điểm để chuẩn bị tâm hồn của các bạn, để đồng nhất với ý muốn của Thiên Chúa, vì những gì sắp diễn ra sẽ đòi hỏi một phản ứng từ mỗi người trên thế giới. Con số 33 có ý nghĩa không chỉ vì nó đánh dấu số ngày kể từ lễ ngũ tuần, mà vì nó là một con số sâu xa trong lịch sử Kinh Thánh. Chúa Giê-xu 33 tuổi khi Ngài hoàn thành sứ mệnh trên trái đất, khi Ngài đánh bại ma quỷ và tội lỗi, và phục sinh trong chiến thắng. Đây là con số biểu thị sự hoàn thành của các lời hứa của Thiên Chúa, sự hoàn tất của một kế hoạch thần thánh, và bây giờ, 33 ngày sau lễ ngũ tuần trong tháng 8, Đức Thánh Linh đang chuẩn bị để phóng thích một điều gì đó quyền năng, một điều gì đó sẽ rung chuyển cả thiên đường và trái đất. Đêm kết thúc vào ngày 13 tháng 8 được tuyên bố bởi Đấng Toàn Năng không chỉ là một ngày, mà là một ngưỡng cửa, một thời điểm chuyển giao vào một mùa mới trong kế hoạch của Thiên Chúa cho trái đất. Đó sẽ là một đêm của sự tiết lộ vĩ đại, nhưng cũng là một đêm của sự trách nhiệm lớn lao. Đối với những ai trung thành, những người đã quan sát và chờ đợi, nó sẽ là một đêm của phần thưởng và sự hoàn thành. Nhưng đối với những ai đã bỏ qua các dấu hiệu, đã chế giễu các cảnh báo, nó sẽ là một đêm của sự tính sổ. Khi bạn nhận được những lời này, tôi yêu cầu bạn không đi đâu mà không cầu nguyện lời cầu nguyện tuyệt vời này ngay bây giờ. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng nhau. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước Ngài với lòng kính trọng và sợ hãi, thừa nhận quyền năng,
sự vĩ đại và sự chủ quyền của Ngài trên mọi sự. Ngày hôm nay, Ngài là Alpha và Omega, sự khởi đầu và kết thúc, và không có ai giống như Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu không bao giờ thay đổi và vì các lời hứa Ngài đã làm với chúng con kế của Ngài. Khi chúng con đứng ở ngưỡng cửa của một mùa mới, một mùa chuyển giao, chúng con dâng trái tim của mình lên Ngài trong cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn, sự bảo vệ và sức mạnh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con nhận thức thời điểm chúng con đang sống và thấy các dấu hiệu xung quanh rằng đêm kết thúc của Ngài đang đến gần. Chúng con biết rằng đêm này sẽ mang đến cả sự phán xét và sự giải cứu, và chúng con cúi đầu trước Ngài, xin Ngài thương xót và ban ân điển cho chúng con. Lạy Cha, xin Ngài chuẩn bị lòng chúng con cho những gì sắp đến, giúp chúng con giữ vững đức tin và niềm tin vào Ngài ngay cả khi thế giới xung quanh chúng con rung chuyển. Lạy Chúa, Ngài đã phán qua lời Ngài, nhắc nhở chúng con về sự tàn phá của các đền thờ đầu tiên và thứ hai ở Jerusalem và những bài học chúng con cần học từ lịch sử. Xin Ngài đánh thức chúng con nhận thức về trận chiến tâm linh mà chúng con đang tham gia và ban cho chúng con sự khôn ngoan để phân định thời điểm. Đừng để chúng con ngủ quên hoặc không chuẩn bị, mà hãy hoàn toàn tỉnh táo, được trang bị đầy đủ với áo giáp của Thiên Chúa, sẵn sàng đứng vững chống lại các kế hoạch của kẻ thù. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho sự bảo vệ thần thánh của Ngài trên đất nước Israel và trên dân tộc của Ngài trên toàn thế giới. Chúng con biết rằng kẻ thù tìm cách phá hủy những gì Ngài đã thiết lập, nhưng chúng con tìm thấy sự an ủi trong việc biết rằng Ngài là nơi trú ẩn và thành lũy của chúng con, là sự giúp đỡ không bao giờ rời bỏ trong lúc hoạn nạn. Bao quanh chúng con bằng các thiên thần của Ngài và không để bất kỳ vũ khí nào chống lại chúng con thành công. Chúng con tuyên bố rằng bàn tay bảo vệ của Ngài đang ở trên chúng con và chúng con yên tâm rằng Ngài là khiên chắn và là người bảo vệ của chúng con. Khi chúng con bước vào mùa chuyển giao này, chúng con cầu xin sức mạnh và lòng dũng cảm siêu nhiên để đối mặt với những gì sắp đến. Chúng con biết rằng kẻ thù sẽ cố gắng gieo rắc sự sợ hãi và nghi ngờ, nhưng chúng con chọn đứng trên các lời hứa của Ngài. Xin hãy làm đầy chúng con bằng Đức Thánh Linh của Ngài, để chúng con có thể đi trong quyền năng và thẩm quyền mà Ngài đã ban cho chúng con. Hãy làm đầy trái tim chúng con với đức tin, biết rằng Ngài đã chiến thắng và chúng con là những người chiến thắng hơn qua Đấng Christ yêu thương chúng con. Lạy Cha, xin Ngài mở mắt chúng con để thấy các phép màu và dấu hiệu mà Ngài sắp thực hiện. Chúng con tin rằng đây là mùa của sự đột phá, một mùa của sự can thiệp siêu nhiên, nơi vinh quang của Ngài sẽ được tiết lộ theo cách khiến thế giới phải ngạc nhiên. Chúng con dâng cuộc sống của chúng con lên Ngài và xin Ngài sử dụng chúng con như những công cụ của vinh quang Ngài, để danh Ngài được ca ngợi và nhiều người sẽ biết đến Ngài như là Chúa và Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, khi chúng con chuẩn bị cho đêm kết thúc này, xin Ngài giúp chúng con giữ gần Ngài, tìm kiếm gương mặt của Ngài và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Đừng để chúng con bị phân tâm bởi sự hỗn loạn của thế giới và giúp chúng con duy trì sự tập trung vào Ngài, Đấng khởi đầu và kết thúc đức tin của chúng con. Chúng con tuyên bố rằng chúng con sẵn sàng bước vào mùa mới mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng con và chúng con cảm ơn Ngài trước vì những phép màu, sự giải cứu và những phước lành đang trên đường đến. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ, tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt, hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi.
con thuộc về Cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ Cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà Cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì Cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến, và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào Cha một lần nữa và Cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của Cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của Cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy Cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì Cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên Cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì Cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của Cha. Đây là nơi Cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay Cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với Cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe Cha bây giờ và tin vào lời của Cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào Cha và Cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với Cha. Hãy nói chuyện với Cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay Cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của Cha, hãy đón nhận lời Cha để con có thể biết Cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của Cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng Cha đang ở đây. Cha thì thầm qua Thánh Linh của Cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng Cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng Cha trong cuộc đua này và Cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh
và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó. Con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con. Ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày. Mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trái và nghe tiếng của cha. Mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa.
con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công, con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào? Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin,
Hy vọng và tình yêu không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của cha. Hãy hỏi và cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được, càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn, phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ. Lợi ích của cả thế giới và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm cha, con sẽ tìm thấy cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần cha, hãy lại gần cha. Cha muốn biết con nhiều hơn. Cha muốn con trải nghiệm sự thật của cha, trải nghiệm sức mạnh của cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con.
hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mờ mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm cha. Con đã chọn mang lời của cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con. Con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.